Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Thiết lập đường dây nóng hỗ trợ công dân làm căn cước công dân. Lưu Thanh Vân và Trịnh Tú Văn chiến thắng giải Kim Tượng 2023. Vợ chồng ly thân vừa gặp lại, một người tử vong, một người bị thương. Ekip An Giang giành chiến thắng chặn 14 cúp truyền hình. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát đối chiếu, đến nay thành phố còn khoảng 40.000 trường hợp công dân bị sai lệch thông tin trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia. Trước tình hình này, Công an thành phố vừa chính thức vận hành đường dây nóng nhằm tiếp nhận giải quyết từng trường hợp sai lệch. Ghi nhận của phóng viên HTV sau 3 ngày đường dây này đi vào hoạt động. Cảm ơn chị đã gọi đến, là cái gì để tôi ghi nhận. Mỗi ngày đường dây nóng đặt tại phòng trực ban của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 20 trường hợp người dân gọi đến yêu cầu điều chỉnh cập nhật thông tin công dân. Khi nhận được tin phản ánh của người dân thì cán bộ sẽ có trách nhiệm tiếp nhận những trường hợp mà có thể hướng dẫn ngay cho công dân được thì cũng hướng dẫn cho người dân. Một số trường hợp thì cần phải kiểm tra xác minh thông tin thì sẽ chuyển đến cái bộ phận chuyên trách của phòng PC06 kiểm tra và sau đó sẽ có cái phản hồi. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi nhận căn cước công dân cần đối chiếu thông tin trên thẻ hoặc truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tài khoản định danh cá nhân. Nếu phát hiện sai sót cần nhanh chóng liên hệ công an địa phương hoặc hotline 0693 187 111 để được hướng dẫn xử lý. Bộ Y tế vừa bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Trong đó, đáng quan tâm là bãi bỏ thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Cụ thể, Bộ Y tế bãi bỏ thông tư hướng dẫn khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng. Thêm vào đó, giá này không được cao hơn giá trúng thầu được áp dụng hay đã công bố. Đây được coi là vướng mắc gây khó khăn cho các cơ sở trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị khi không chọn được nhà thầu phù hợp. Ngoài ra, thông tư mới nhất của Bộ Y tế cũng bãi bỏ thông tư ban hành năm 2019, quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường, và thông tư số 3 năm 2016, quy định hoạt động kinh doanh dược liệu. Tỷ lệ trượt kiểm định cơ giới định kỳ lần đầu tiên lên đến 40%. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, thậm chí một số phương tiện phải kiểm định 6 lần mới đạt yêu cầu. Để giảm thời gian và chi phí cho người dân, Cục Đăng kiểm đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô thông tin tới các thành viên, doanh nghiệp vận tải và người dân nâng cao ý thức sửa chữa, bảo dưỡng xe để duy trì an toàn kỹ thuật của phương tiện. Cùng với đó là chủ động kiểm tra, khắc phục các hư hỏng trước khi đi kiểm định. Đồng thời, cần chủ động đăng ký đặt lịch hẹn trước qua các ứng dụng hoặc đăng ký trực tiếp để hạn chế ùn tắc. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau gần nửa tháng xét xử. Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đào Ngọc Diễn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Dương Hải Phòng và tuyên phạt 15 năm tù, giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm. Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phan Lê Hoàng Anh, 13 năm 6 tháng tù, giảm 2 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm. 16 bị cáo khác cũng được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, giữ nguyên mức án 15 năm tù được tuyên trước đó. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm bị cáo trên đã góp vốn 54 tỷ đồng để thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu từ Singapore về Việt Nam, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần 200 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Những căn biệt thự trái phép mọc lên trên sườn núi sập huyện Thoại Sơn, An Giang là đề tài được người dân bàn tán trong thời gian qua. Theo ghi nhận ngày hôm nay, chủ nhân của căn biệt thự đầu tiên đã thuê người tự tháo dỡ theo cam kết với chính quyền địa phương. Tại biệt thự của ông Trương Văn Thành, nhóm 5 đến 6 công nhân đang tháo dỡ mái ngói biệt thự, di chuyển đồ lên xe tải để mang xuống núi. Việc tháo dỡ sẽ tiến hành trong vòng 30 ngày như đã cam kết. Phần đất xây dựng trái phép là đất lâm nghiệp thuộc khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập. Trước đó vào tháng 8 năm 2021,
Ông Thành gửi đơn xin phép về việc cải tạo, sửa chữa lại diện tích đất núi để tạo mặt bằng trồng cây rừng, cây dược liệu và làm nhà tiền chế để bảo quản nguồn dược liệu. Tuy nhiên, sau đó, tại đây mọc lên biệt thự xây dựng kiên cố. Khi chính quyền huyện Thoại Sơn vào cuộc kiểm tra, tiếp tục phát hiện thêm hai căn biệt thự khác của ông Trần Kiều Mai Diễm Phước, thường gọi là ông Beo, và bà Nguyễn Minh Lệ, cũng là dân thành phố Long Xuyên vào xây dựng trái phép. Cho đến giờ, hai căn biệt thự của ông Beo và bà Lệ vẫn chưa có động tĩnh gì. Chính quyền huyện Thoại Sơn cho biết, hai trường hợp này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng chưa ra quyết định xử phạt. Trong chiều tối 15 tháng 4 và trưa 16 tháng 4, mưa lớn kéo theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân cùng hàng chục hecta cây điều ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước bị hư hỏng, gãy đổ. Ủy ban Nhân dân huyện đang phối hợp với cơ quan liên quan, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, một căn nhà bị tốc mái, đổ tường, gây thiệt hại nặng. Tại thôn Phú Tâm, có 4 gia đình bị gãy đổ cây điều, tổng diện tích trên 10 hecta. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng đang phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Trung tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp thiên tai. Diễn đàn hội chợ du lịch quốc tế diễn ra tại Indonesia vừa công nhận bản Xin Suối Hồ của Việt Nam là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất ASEAN. Địa danh này nằm trên huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, có 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nơi đây có khí hậu trong lành quanh năm, hệ thống sinh cảnh đa dạng và phong phú, có người thân thiện, mến khách, bảo vệ tốt môi trường và thiên nhiên. Người dân trong bản Xin Suối Hồ chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng hoa địa lan và làm dịch vụ du lịch. Tháng 6 năm 2015, bản Xin Suối Hồ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh. Ngay sau đây trong chương trình, sắp đấu giá viên hồng ngọc lớn nhất thế giới với giá hơn 30 triệu đô la. Triển lãm công nghệ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Tối qua, lễ trao giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 41, tức giải Kim Tượng, đã diễn ra ở đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc. Năm nay, hai giải thưởng danh giá là nam nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Lưu Thanh Vân và Trịnh Tú Văn. Đây là lần thứ ba Lưu Thanh Vân lên ngôi ảnh đế tại Kim Tượng. Nam diễn viên vào vai một cựu cảnh sát bị nghi mắc bệnh tâm thần trong tác phẩm Thần Thám Đại Chiến. Diễn xuất của anh được đánh giá cao, thể hiện được sự phức tạp của nhân vật. Nữ ca sĩ, diễn viên Trịnh Tú Văn lần đầu giành giải ảnh hậu với vai diễn trong Tình Yêu Đánh Mất. Trong sự nghiệp nghệ thuật hơn 30 năm của mình, Trịnh Tú Văn đã 7 lần được đề cử Kim Tượng, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô được trao tượng vàng. Trong phim, nữ diễn viên họ Trịnh vào vai một người mẹ sau khi mất con đã quyết định cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cuối cùng, tôi không còn phải theo đuổi giải thưởng này nữa rồi. Phim tài liệu Gửi Tôi Tuổi 19 của Trương Uyển Đình nhận về giải phim hay nhất. Phim Thân Thám Đại Chiến còn giành tượng vàng cho đạo diễn, biên kịch và quay phim xuất sắc. Hàng ngàn người công giáo hành hương đã tề tụ về thành phố Colina của Chile vào ngày 16 tháng 4 để tham dự lễ hội truyền thống vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Nhiều người mặc trang phục truyền thống của các kỵ sĩ với các đinh thúc ngựa cực dài cùng các bàn đạp yên ngựa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ngày Chủ nhật đầu tiên sau lễ phục sinh được gọi là Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Nhân dịp này, các vị linh mục công giáo sẽ ra ngoài thực hiện lễ ban thánh thể cho những người bệnh và người già vốn đã không thể dự thánh lễ trong kỳ phục sinh. Lễ hội được cho là có từ thời thuộc địa khi các vị linh mục phải nhờ các kỵ sĩ bảo vệ họ khỏi những tên cướp. Vào hôm qua, những người hành hương đã tháp tụng các linh mục trong hành trình 35 cây số để làm lễ ban thánh thể. Đi cùng họ là các tín đồ diện trang phục đẹp nhất của mình, ngồi trên các xe ngựa, xe đạp hay thậm chí là đi bộ. Tới đây tại New York, Mỹ, Sotheby's sẽ đấu giá viên hồng ngọc lớn nhất thế giới, ước tính sẽ thu về 30 triệu đô la Mỹ, tức hơn 700 tỷ đồng. Nếu đấu giá thành công, đây có thể sẽ là viên ruby đắt nhất từ trước tới nay từng được bán đấu giá. Viên hồng ngọc có kích thước 55,22 carat, có tên là Estrella de Fura. Nó đang được trưng bày tại Hồng Kông. Nó được tìm thấy hồi tháng 7 năm ngoái tại Mozambique. Nguyên bản là một viên đá quý thô 101 carat,
sau đó được chế tác thành viên hồng ngọc. Độ tinh khiết, độ trong và màu sắc của nó đã khiến vật phẩm này trở nên vô cùng đẹp và giá trị. Kỷ lục thế giới cho viên hồng ngọc đắt nhất từng được ghi nhận vào năm 2015 là 25,59 carat, được bán với giá 30,3 triệu đô la Mỹ. Sau khi triển lãm tại Hồng Kông, Estrella de Fura sẽ được trưng bày tại đảo Đài Loan, Trung Quốc, Trung Quốc Đại Lục, Singapore, Thụy Sĩ và UAE trước khi được đưa tới Mỹ để đấu giá vào ngày 8 tháng 6. Triển lãm thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản vừa diễn ra tại Tokyo, thu hút hơn 840 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện đề ra nhiều giải pháp hứa hẹn giúp nâng tầm ngành ẩm thực vốn rất nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Một công ty đã giới thiệu hệ thống quản lý băng chuyền sushi mới. Theo đó, hệ thống này được trang bị hai camera sẽ giám sát điều kiện thực phẩm trên băng chuyền. Khi ai đó đã gắp món ăn ra khỏi băng chuyền và đặt nó trở lại, các camera sẽ phát hiện và thông báo cho nhân viên để thay thế món ăn đó. Theo nhà sản xuất, sản phẩm này ra đời nhằm tránh để xảy ra những vụ việc tương tự như trò phá hoại của một số thực khách cố ý bôi bẩn thức ăn trên các dây chuyền sushi xảy ra hồi tháng 2 năm nay tại tỉnh Aichi, gây lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm gây chú ý khác là máy rã đông thịt chỉ từ 5 tới 30 phút mà vẫn giữ nguyên độ ẩm và tươi của thịt, hay máy làm bánh quy tự động và máy nghiền rác thân thiện với môi trường. Đại Thánh đường Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta, Indonesia đang đi đầu trong phong trào năng lượng xanh. Năm 2019, một dự án cải tạo lớn đã lắp đặt hơn 500 tấm pin năng lượng mặt trời trên phần mái mở rộng của tòa nhà. Năm nay, việc tăng thêm các chứng chỉ xanh cho nơi thờ phượng này đang được thực hiện ráo riết. Các tấm pin năng lượng mặt trời đang là một nguồn điện năng đáng kể cho nơi này. Lâu nay, họ cũng khuyến khích các tín đồ quyên góp tiền để đầu tư thêm vào năng lượng tái tạo. Thánh đường không chỉ là nơi thờ phượng, mà còn là nơi truyền cảm hứng cho việc duy trì môi trường trên trái đất. Sự giúp sức vì mục tiêu khí hậu này là một trong nhiều trường hợp điển hình của các sáng kiến tại Indonesia và trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy hàng loạt những thay đổi trong tháng chay Ramadan linh thiêng của Hồi giáo. Trong đó, người ta khuyến cáo mọi người dùng ít nước hơn khi thực hiện nghi lễ tắm rửa trước các buổi cầu nguyện, thay thế các chai và đồ ăn bằng nhựa trong các bữa ăn tối iftar bằng đồ tái sử dụng được, đồng thời giảm việc bỏ phí thực phẩm. Ngoài ra, các tín đồ còn được đề nghị đi chung xe tới thánh đường, sử dụng sản phẩm địa phương, đẩy mạnh việc tái chế và dùng tiền quyên góp để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch. Hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia tái hiện sự kiện Battle Road. Đây là trận chiến giữa quân đội Anh và các nhóm dân quân trong cuộc chiến giành độc lập của Mỹ vào thế kỷ 18. Khoảng 300 người trong trang phục quân đội thế kỷ 18 tái hiện trận chiến bằng hình thức sân khấu hóa. Trận Battle Road xảy ra sau các chiến dịch Lexington và Concord ngày 19 tháng 4 năm 1775. Đây là các cột mốc đánh dấu cuộc chiến giành độc lập của Mỹ khỏi Vương quốc Anh. Sân khấu của họ là khu vực trải dài 2,5 km tại công viên lịch sử Minuteman tại bang Massachusetts. Trong số các diễn viên có cả những người đến từ nước Anh. Các diễn viên tái hiện chặng đường hơn 42 km mà quân đội Anh đã dùng để rút từ Concord về Boston sau khi bị các nhóm dân quân tấn công. Đây là một trong số những lần hiếm hoi việc tái hiện trận đánh được tổ chức chính tại nơi sự kiện đã xảy ra. Khi đó, quân đội Anh đã giảm sức chiến đấu, thiếu đạn vì đã giao tranh trong nhiều giờ, nhưng phải nhanh chóng rút quân để bảo toàn lực lượng. Tiếp theo trong mạng an ninh trật tự. Điều tra vụ gần 20 thanh niên cầm hung khí đánh người ở Hóc Môn. Cảnh báo lừa đảo qua mạng bằng công nghệ AI. Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ phát hiện một người chết, một người bị thương trong một phòng trọ trên đường Tiền Lân 11, xã Bà Điểm. Khoảng 2 giờ sáng nay, người dân nghe tiếng hô hoán trong dãy trọ nên chạy qua xem. Tại đây, mọi người phát hiện một phụ nữ bị thương ở cổ, chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu. Không lâu sau, người dân tiếp tục tìm thấy trên gác phòng trọ còn có một người đàn ông cũng bị thương với vết cắt ở cổ nên đưa vào bệnh viện. Nhận tin báo, công an huyện Hóc Môn đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Do vết thương quá nặng, người phụ nữ đã tử vong. Công an xác định đây là chị Y, 24 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk. Theo người thân nạn nhân, chị Y có chồng là anh T, cùng quê Đắk Lắk. Hai vợ chồng có 2 đứa con, nhưng hiện đang ly thân. Chị Y rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ sống một mình.
chiều ngày 16 tháng 4, Tê đến gặp chị Y, sau đó cùng vợ và một vài người thân đi dự tiệc, sau đó về ngủ tại nhà trọ của người thân. Đến sáng thì xảy ra sự việc như trên. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cầm hung khí truy đuổi tấn công một nhóm khác trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân bất an. Lực lượng chức năng cho biết đã khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Qua xác minh, có một nạn nhân là nam giới. Người này cho biết sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 4, anh cùng nhóm bạn đang đi trên đường Lê Thị Lơ, xã Tân Hiệp, thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi trên 4 xe máy tấn công. Nhóm của nạn nhân bỏ chạy đến giao lộ đường Sông Hành, quốc lộ 22, Lý Thường Kiệt, thì tiếp tục bị khoảng 20 người cầm theo nhiều cây chĩa, loại dùng để chích điện, cán dài gần 3 mét, tấn công tới tấp. Nạn nhân cho biết mình và một người khác bị chĩa đâm vào ngực và đùi, sau đó nhóm thanh niên kia rời đi. Vụ việc đã được trình báo cơ quan công an. Nam thanh niên phóng xe máy tốc độ cao trên quốc lộ, tông vào xe máy khác khiến một người ngã văng xuống đường bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối qua trên quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương. Gần 22 giờ hôm qua, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ rất cao hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, thì người này tông vào xe máy do một thanh niên khác cầm lái, chở một cô gái chạy cùng chiều phía trước đang xi nhan chuyển làn để qua đường. Cú tông mạnh khiến hai chiếc xe máy văng xa, ba người ngã văng xuống đường bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện, riêng cô gái tên Yến, 21 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bể nát nằm cách nhau khoảng 5 mét. Nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Và theo thông tin cập nhật, thì cô gái nạn nhân vụ tông xe ở Bình Dương đã tử vong trong bệnh viện. Chuyển sang một thông tin khác. Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Hải Dương khi đang dạo chơi trên hồ Bạch Đằng bằng thuyền đạp vịt. Bất ngờ chiếc thuyền bị chìm khiến ba người rơi xuống nước, trong đó một bé gái 7 tuổi đã thiệt mạng. Nạn nhân là cháu Trờ, 7 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 4, hai mẹ con cháu Trờ cùng một người bạn thuê một thuyền đạp vịt tại hồ Bạch Đằng để dạo chơi ngắm cảnh. Không lâu sau, chiếc thuyền bất ngờ bị chìm, cả ba người rơi xuống hồ. Người dân xung quanh phát hiện sự việc, đưa được ba nạn nhân lên bờ, nhưng bé Trờ đã bất tỉnh vì đuối nước và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hòa Bình. Cháu bé đã tử vong lúc hơn 11 giờ cùng ngày. Hiện chính quyền đang phối hợp với Công an thành phố Hải Dương để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đêm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã truy đuổi và bắt giữ một đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 22, đoạn qua thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Lúc 23 giờ, phát hiện một ô tô có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tài xế liền quay xe bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đến khu vực sân vận động huyện Gò Dầu thì bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 6 túi ni lông chứa tinh thể rắn nghi là ma túy và 3 viên nén màu vàng. Tài xế khai tên là Huỳnh Trí Nhân, 42 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu. Nhân khai nhận đã mua ma túy và thuốc lắc từ thành phố Hồ Chí Minh để bán lại cho con nghiện ở huyện Gò Dầu và Bến Cầu. Tổ tuần tra đã bàn giao người cùng phương tiện và tang vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian gần đây, những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khó lường theo đà phát triển của công nghệ. Mới nhất là thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giả hình ảnh, giả giọng người thân để mượn tiền hay chiêu lừa giả danh các cơ quan chức năng. Mới đây, chị Nguyễn Thị Hắc quê Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị mất số tiền 50 triệu đồng tích cóp bấy lâu. Chị nhận được cuộc gọi video qua mạng xã hội Facebook. Người gọi trong video là hình ảnh con trai chị. Nhìn thấy và nghe đúng giọng nói quen thuộc của con trai nên chị Hắc đã lập tức tin tưởng và chuyển tiền ngay. Gọi điện thoại lại cho con trai xác nhận thì chị mới biết là bị lừa. Theo các chuyên gia an ninh mạng, sau khi chiếm quyền truy cập tài khoản của người dùng mạng xã hội, đối tượng lừa đảo chuẩn bị sẵn một đoạn video được cắt ghép từ những hình ảnh đã được chủ tài khoản đăng tải trước đó. Sau đó, khi thực hiện màn kịch giả, cuộc gọi video, kẻ xấu đưa đoạn video này lên trước camera điện thoại để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Gọi là đây là một cái mà tôi đánh giá là sắp tới những kẻ lừa đảo, những kẻ tội phạm mạng sẽ lợi dụng nhiều. Khi mình nhận được những cái cuộc gọi hoặc những cái thông tin nào đó thì mình không nên vội để mà thực thi những cái việc đó. Các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất là nên gọi điện thoại trực tiếp nếu đột nhiên có nhờ vả chuyển tiền hay cung cấp thông tin. Tiếp
Tiếp theo là những thông tin thể thao và cập nhật giờ chót. Liverpool sắp bước vào trận cầu không được phép thua. Giải đua xe MotoGP, đương kim vô địch gặp tai nạn, Rins giành chiến thắng. Thông tin cập nhật, chiều nay 17 tháng 4, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cướp ngân hàng. Tên cướp đã bị bảo vệ bắt ngay tại trận. Gần 12 giờ trưa cùng ngày, một đối tượng đi bộ vào phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lái Uyên, huyện Bầu Bàng. Bất ngờ, đối tượng này rút ra một vật giống như súng, uy hiếp để cướp tiền trên quầy. Phát hiện vụ việc, nam bảo vệ liền bấm khóa cửa, bấm chuông báo động rồi lao tới khống chế, vật lộn với đối tượng. Ngay sau đó, công an có mặt và bắt giữ được đối tượng. Công an thu giữ tang vật gồm một khẩu súng dạng rulo tự chế, 6 viên đạn, hơn 700 triệu đồng. Đối tượng khai tên Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1997, ngụ thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Phát khai có vay hơn 20 triệu đồng của một ngân hàng khác nhưng không có khả năng trả nợ. Do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Phát đã nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6 giờ 30 phút, những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.